Ngày 30 tháng 8 2022, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tổ chức lễ chạy thử đoàn tàu Metro đầu tiên tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức thuộc dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đánh giá ban đầu tại buổi chạy thử có kết quả tốt, hệ thống hãm hoạt động đáp ứng theo yêu cầu thiết kế, hệ thống thông tin liên lạc hiển thị thông tin trên màn hình đầy đủ và chính xác, động cơ hoạt động trơn tru. Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tất cả các hệ thống còn lại như tín hiệu, viễn thông, các thiết bị ở OCC để tiến hành thử nghiệm trên toàn tuyến. Việc tiến hành thử nghiệm thành công trong khu vực depot của đoàn tàu đầu tiên cũng là cái tiền đề dẫn đến cái việc thử nghiệm kỹ thuật tiếp theo của 16 đoàn tàu còn lại tại khu vực depot và tiến đến việc là thử nghiệm vận hành trên tuyến từ khu vực depot đến khu vực Suối Tiên trong cái khoảng thời gian vào cuối năm 2022 đầu năm 2023. Và trên cơ sở những cái kết quả vận hành thử nghiệm như là tôi vừa nói thì là sẽ tiến đến thử nghiệm chạy vận hành trên toàn tuyến và cố gắng là đáp ứng cái mục tiêu là hoàn thành cái công tác là thi công xây dựng vào cuối năm 2023 và đưa vào vận hành. Trong 2 năm vừa qua, 2020 và 2021, thì cái việc nhập khẩu thiết bị của dự án rất là khó khăn. Cụ thể là do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì cái tiến độ nhập khẩu của dự án nó cũng không có được đảm bảo liên tục. Tuy nhiên là với cái sự nỗ lực phối hợp của chủ đầu tư, các nhà thầu, cũng như là cái sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan về phía Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước thì cái việc nhập khẩu vẫn được diễn ra liên tục, thì dẫn đến cái kết quả là hiện nay là đa phần tất cả các thiết bị của dự án đã được nhập về phía Việt Nam và chuyển đến công trường và đang hoàn tất, cố gắng là đẩy nhanh hoàn tất cái công tác lắp đặt thi công trên toàn tuyến để phục vụ cho việc chạy thử. Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có tổng cộng 17 đoàn tàu. Mỗi đoàn gồm 3 toa xe với chiều dài xe là 61,5m, tốc độ thiết kế là 110 km/h, đoạn trên cao 80 km/h, đoạn hầm. Metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ ga Bến Thành đến Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Toàn tuyến Metro hiện đạt 91,4% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.